thấy chỗ đó nó cũng đau, cũng phải thông cảm cho nó, nhưng mà thôi còn phải cố gắng. Nó ẩn nhiều lắm hả thầy? Ẩn nhiều nè, nhưng mà nó bữa nó đau quá cái không lấy được. Bữa nay bớt rồi lấy đi. Ráng lấy con. Sưng cái mép lên rồi đó. Sưng lên rồi đây. Bữa nó đau quá không lấy được. Coi màn hình đã mắc không? Thấy cô nhớ lên nha con. Nhưng mụn mất rồi. Cô giúp con hết mụn. Cái cục này mấy mốt không lấy, mấy mốt nó bị viêm. Chứ không phải là để nguyên vậy là nó nguyên vậy đâu. Nó sẽ bị viêm lên giống mấy cục đây nè. Rồi. Được rồi. Ok. Rồi rồi.
Nó nói con hổ rồi, con giỏi quá. Rồi, ok, ok. À, bên đây à, bên đây à. Chơi kiểm tra bên đó với lại em chị. Ừ, cố lên.
mụn nó vậy đó. Ừ, không phải bình thường đâu. Nó lâu quá, ăn sâu lắm. Còn cục nữa. Rồi. Gia nhân rồi đây. Mụn này mà lấy bằng tăm bông mà được liền em chết. Em chết liền. Nó không có cái nó không có cái lỗ để nó thoát ra. Ừ. Nhỏ lấy tăm bông mà. Ừ. Hàng chi. Càng ngày càng nặng, mới lấy 2 lần thì banh cái mặt luôn.